Xin chào các chị yêu, lại quay lại với các chị đây. Hôm nay em sẽ lại quay cái bộ ủ nóng. Hôm trước em đã quay cái bộ ủ nóng cho khách hàng mà bị da bị nhiễm cọp bằng cái bộ bằng cái đào thải độc tố oxy Z rồi. Hôm nay em lại hướng dẫn các chị bộ ủ nóng sử dụng bằng cái mặt nạ bột enzyme ạ. Mặt nạ bột enzyme thì mình sử dụng cho những da mà đen lì nhưng khỏe, còn những cái da mà giãn mao mạch nhiễm cọp nhiều thì các chị nên sử dụng cái đào thải bằng cái bộ oxy Z trước ạ. Đầu tiên là em sẽ tẩy trang. Hôm nay em giới thiệu một chút về cái tẩy trang. Em đang sử dụng cái tẩy trang S cộng của Dixembru, chai spa 1000ml. Sau đó là đến cái sữa rửa mặt, cũng em sử dụng cũng dòng S cộng. Dòng S cộng này thì mình sử dụng ở spa thì mình dùng được cho nhiều tình trạng da của khách hàng. Ví dụ như da khách hàng bị mụn này, sạm nám này, trong cái liệu trình mà mình có sử dụng vi kim lăn kim thì mình vẫn sử dụng được cái sữa rửa mặt này. Nó là cái dạng sữa rửa mặt dạng sữa mà không có bọt. Tẩy trang bằng nước tẩy trang và rửa mặt sạch xong em sẽ sử dụng cái toner. Hôm nay em giới thiệu với các chị toàn bộ bộ của S cộng, bộ dành cho những cái da yếu nhạy cảm. Spa mình thì mình chỉ cần sử dụng một bộ S này thôi, đấy size chai lớn mình có thể làm được từ 4 cho đến 6 tháng tùy vào cái lượng khách của mình. Nhưng mà dùng rất lâu. Sau khi đã rửa mặt bằng làm sạch da xong thì em sẽ lấy một lượng bột enzyme. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các chị bột enzyme W cộng. Cái bột enzyme này thì nó sẽ làm trắng và ức chế hình thành sản sinh ra melanin. Mình lấy một lượng vừa phải, cỡ khoảng như một muỗng
một muỗng cà phê hay một muỗng sữa chua nhỏ, bột enzyme. Sau đó các chị lấy khoảng 4 muỗng nước nóng già. Đây, thành một cái lượng nước như thế này. Mình sử dụng cây chổi. Mình đánh tạo bọt lên. Đó, mình không sử dụng nước nóng ấy thì cái bọt này nó không có tạo nổi lên nhiều như thế này đâu. Mà cái bột enzyme mà mình không đánh tạo bọt lên ấy thì nó gây ra cái hiện tượng như là bít tắc này, bị ngứa này, bị lên mụn ẩn nhỏ li ti. Cho nên là lúc mà mình sử dụng cái bột enzyme này, các chị lấy cái nước nó nóng già một chút và mình đánh tan lên thành cái bọt như thế này, chứ tránh cái tình trạng mà để cái sản phẩm nó không tan ở trên da khách hàng thì nó sẽ hấp thu khó. Đó, mình đã thoa đều lên trên da. Da của chị khách hàng này bên em thì sẽ hơi hơi đen, đen sạm nắng một chút. Thì sau khi mà em làm ủ nóng xong thì các chị sẽ thấy cái hiệu quả của nó được khoảng 20% ngay từ buổi làm đầu tiên. Và cái liệu trình ủ trắng này thì mình sẽ làm một liệu trình là 10 buổi. Mỗi một tuần là mình làm một buổi. Bước này các chị thoa lên trên da của khách hàng thì các chị để từ 7 cho đến 10 phút. Da yếu thì mình để 7 phút, mình thấy lúc nào mà cái bột enzyme nó khô trên bề mặt da của khách rồi thì mình tiến hành làm sạch. Còn nếu mà da của người ta ngậm nước tốt thì mình để khoảng 10 phút. Sau đó thì mình rửa sạch. Rồi mình đi vào các cái bước tiếp theo của liệu trình ủ nóng các chị nhé. Khi bột enzyme đã được 7 phút rồi, bề mặt da khô như thế này rồi thì mình sẽ xông hơi và mình làm sạch da cho khách hàng. Ở cái bước bột enzyme ấy thì nhiều người cứ hay thắc mắc là tại sao mà mình sử dụng cái bột V kép cộng, có người lại sử dụng cái bột B. Thì hai cái bột này nó cái độ làm sạch nó tương đồng như nhau thôi các chị ạ. Các chị sử dụng cái nào cũng được. Cái V kép thì nó làm trắng sáng, còn cái P thì là nó dành cho những cái da dầu nhạy cảm. Thì mình dùng sử dụng cái P hay là cái V kép thì cũng được thôi, không có gì cả. Đó, em sẽ lau sạch đây. Lúc mà mình lau cái bột enzyme này thì mình bật cái máy xông lên. Cái hơi nước của máy xông ấy nó sẽ làm cho mình làm sạch da của khách hàng tốt hơn, không bị ráp.
Còn nếu như mà da mà khô quá thì các chị có thể lấy một chút nước ra lòng bàn tay các chị massage lại một chút. Đó, sau khi mà em đã làm sạch cái bột enzyme lên rồi thì em sẽ làm cái phương pháp ủ nóng. Để chuẩn bị cho các sản phẩm trong cái liệu trình ủ nóng thì sẽ có bao gồm là một là cái bột enzyme thì chị nào có W thì các chị dùng W, chị nào có P thì các chị dùng P nhá, không có sao cả hết, chất lượng nó vẫn như nhau, không có gì thay đổi cái quá trình của mình làm cả. Sản phẩm thứ hai là cái tế bào gốc Cansebo, sản phẩm thứ ba là cái kem ức chế Hana Atome. Cái kem này thì các chị cho khách hàng về nhà sử dụng vào buổi đêm, còn ở spa của mình thì mình sử dụng để ủ nóng ạ. Cái sản phẩm thứ tư là cái vitamin C. Ở đây thì em dùng cái loại vitamin C của Tây Ban Nha. Cái vitamin C này thì điện di nó trơn, nó không có bị rít cái búa điện di của mình. Đầu tiên là mình sẽ thoa một lớp tế bào gốc lên. Cái này là em để giá cốt là 1 ml. Thì các chị cứ thoa cái bước đầu tiên này, các chị cứ thoa thoải mái một chút. Mình sẽ làm khoảng nửa mil. Còn bước sau thì mình sẽ làm 1/4 mil, và 1/4 mil cuối cùng ấy thì mình sẽ điện di. Lưu ý với cả các chị một chút là em để cái cốt là 1 ml, thế nhưng mà mình làm thì mình sẽ áng chừng nhá. Nếu như mà khách hàng nào da của mình khô quá, ví dụ như chị khách hàng này, chị da khô quá thì sử dụng vào cái kem và cái điện di vào thì nó sẽ gây lên cái hiện tượng khó chịu, thì mình sẽ sử dụng thêm một chút tế bào gốc nữa, nó sẽ tăng giá lên một chút đấy ạ. Nhưng mà cũng tùy, có khách nào mình cần bắt buộc phải thoa thêm thì các chị vẫn phải thoa thêm cho em nhé. Đó, cái tay của mình cảm nhận cái độ trơn láng trên bề mặt da của khách. Có những chị sử dụng cái này mình cứ theo định lượng nhất định, nhưng mà không cần thiết đâu ạ. Mình làm mình theo cái cảm nhận của tay của mình. Bước thứ hai là em sẽ thoa kem lên. Thoa kem ức chế nám lên. Nếu mà để bôi thì buổi tối thì mỗi một lần mình sử dụng thì mình chỉ dùng 1-2 giọt như thế này thôi. Nhưng mà làm cái phương pháp ủ nóng ấy thì các chị thoa nhiều lên một chút. Em để ở trong cái hướng dẫn sử dụng là 2 gam. Chị khách hàng này của em thì sẽ phải hơn 2 gam một xíu. Bước thứ ba là em thoa cái vitamin C lên. Vitamin C thì nó ở trong cái chai như thế này.
thì nó rất là khó sử dụng. Thì các chị có thể rút ra cái bơm năm, cái này nó là cái 4 ml, thì các chị có thể rút ra cái bơm năm, sau đó các chị cho vào cái tế bào gốc này. Các chị sử dụng cái chai tế bào gốc cũ đã hết rồi thì chị làm sạch đi, các chị sử dụng, hoặc là các chị cứ để ở trong cái bơm các chị sử dụng cũng được ạ. Em thấy có chị là rút đúng ra đúng 1 ml theo cái định lượng mà em ghi ở trong cái hướng dẫn sử dụng thì như thế cũng được thôi ạ. Nhưng mà có khách nào mà da dít quá là mình vẫn phải cho thêm đấy ạ. Có chị thì em làm đúng 1 ml, nhưng có chị phải hơn 1 ml một chút. Em lấy 1 ml nhé, mình thoa lên trên da của khách một chút. Sau đó thì mình sẽ sử dụng cái búa nóng lạnh để mình điện di. Điện di thì mình điện di tầm khoảng là làm xem rất được. Mình sẽ điện di nóng. Em chạy sang kia em lấy dị cái màng bọc này. Mình sẽ điện di theo cái đường chiều nâng cơ lên. Sau khi mà đã điện di cả hai bên vùng da mặt thì mình cảm nhận được là da của khách hàng của mình đã đỏ ở hai bên gò má này lên. Ví dụ như những cái chị nào mà bị nám ấy thì cái vùng da nào có nám là nó sẽ đỏ hồng tía lên. Nhưng mà chị khách hàng của bên em ấy thì chỉ là da cơ bản là đen không được trắng thôi chứ không có nám, cho nên là khi em điện di lên nó chỉ màu hồng thôi. Sau khi mà điện di xong thì mình sẽ nhắc lại toàn bộ các cái sản phẩm. Đầu tiên là tế bào gốc, nhưng mình thoa thêm một lượng nhỏ thôi. Đó, mình cũng đặt 3-4 giọt tản đều ra. Da của chị này là rất là khô, cho nên là em sẽ sử dụng cái lượng tế bào gốc nó xem một chút.
tế bào gốc, kem đêm, rồi C. Da của chị nào mà bị oxy hóa, buổi sáng ngủ dậy da rất trắng. Sau đó thì đến khoảng tầm 3-4 tiếng thoa kem chống nắng hay là đánh trang điểm lên, make up lên thì cũng vẫn cứ thấy cái hiện tượng là xỉn màu xuống. Thì do cái hiện tượng của mình là bị oxy hóa thì các chị cũng làm cho khách hàng của mình cái liệu trình ủ nóng này. Vì trong cái ủ nóng này nó có cái vitamin C, nó chống lại cái quá trình oxy hóa rất là tốt. Khi các chị đã nhắc lại xong cái sản phẩm rồi thì mình sẽ sử dụng cái màng co thực phẩm này. Mình bọc da khách hàng lại thì mình cắt cái phần mũi để cho khách hàng có cái điểm này thở. Mình sẽ sử dụng cái mặt nạ nóng này, mình đặt lên trên da của khách hàng. Sau đó mình bật lên, mình bật ở mức 5 phút thì cứ khoảng 5 phút mình sẽ mở ra một lần để mình kiểm tra. Thấy da của khách hàng của mình hơi đỏ lên và cái lượng kem nó thẩm thấu vào trong da tốt rồi thì mình sẽ ngừng lại hoặc là mình điều chỉnh cái nhiệt độ nóng. Đó. Em đã đắp mặt nạ cho chị khách hàng này khoảng 15 phút rồi và em kiểm tra thì thấy cái lượng kem nó thẩm thấu vào trong da tốt rồi và da mặt của khách hàng đã hồng đều toàn bộ khuôn mặt rồi. Thì em sẽ gỡ cái miếng màng co ra. Em gỡ miếng màng co ra. Em đặt một miếng gạc lên trên da của khách hàng. Mục đích của miếng gạc này mình đặt lên để mình khỏi làm kem nó thẩm thấu vào trong cái lớp mặt nạ. Sau này mình đắp cho người khác nó đỡ bị lây nhiễm từ người này sang người khác. Thì mình sẽ đặt cái miếng gạc lên như thế này. Sau đó thì các chị lại áp cái mặt nạ vào. Cái bước này thì các chị để khoảng từ 5 cho đến 7 phút. Đó. Các chị cứ để như thế khoảng từ 5 cho đến 7 phút ạ. Sau khi em đắp mặt nạ cho khách hàng thêm được 5 phút nữa thì em sẽ gỡ cái miếng gạc này ra. Em làm sạch da cho khách hàng của mình và em đắp mặt nạ. Da đã đẹp lắm rồi. Bình thường mà mình ở nhà mà mình sử dụng cái lượng kem lớn như thế này thì nó rất là không hấp thu được mà nó cứ bóng lên. Thế nhưng mà ở spa mình dùng cái lượng kem lớn này, mình dùng cái mặt nạ, mình đẩy mặt nạ nóng, mình đẩy dưỡng chất vào bên trong. Đó. Sản phẩm thấm hết vào trong da, không còn một chút nào dính vào bông nữa. Lúc các chị để ý mình kiểm tra sản phẩm thẩm thấu ấy, mình cứ đặt tay lên trên da này, mình thấy nó không còn bết rít, không còn dính dính kéo tơ lên nữa là lúc đó mình đã
Lắp mặt nạ ở đủ cái độ chín rồi ạ. Sau khi làm sạch da xong thì em sẽ đắp mặt nạ. Đắp cái mặt nạ thì hôm nay em đắp cho chị, các chị là em tư vấn cho các chị là đắp cái mặt nạ bột Kiko. Đây ạ, cái mặt nạ này là mặt nạ làm trắng. Thì đắp cái mặt nạ này thì để cho da của khách hàng tí nữa mình rửa nó dễ hơn ấy. Thì em sẽ đặt một cái lớp gạc lên. Sau đó em đắp mặt nạ đây. Mặt nạ này nó là dạng mùi thơm thơm giống như thuốc bắc. Thì em sẽ không đắp vào phần mắt. Còn nếu như mà các chị nào mà đắp mặt nạ dẻo thì các chị cứ đắp vào mắt và miệng nhá. Ở đây thì cái bước này thì em có hai cái phương pháp để cho các chị lựa chọn, hai cái giải pháp cho các chị lựa chọn. Một là các chị đắp mặt nạ bột Kiku này, hai là các chị sử dụng cái mặt nạ kem đây ạ, cái mặt nạ kem đây ạ. Đó, mặt nạ kem thì chị chỉ cần làm sạch rồi chị lấy một lượng nhất định và mình thoa lên trên da, rồi mình che mắt cho khách hàng, rồi mình cũng cho khách hàng của mình làm đèn vòm Omega. Đây em đắp mặt nạ này và em đã có một cái lớp mấy rồi, thì lớp lớp gạc rồi thì em sẽ không cần phải che mắt nữa, em sẽ cho khách hàng của em làm đèn vòm Omega luôn. Đây là cái mặt nạ kem nhé chị nhá. Nhiều chị cứ em ở trên cái phác đồ của em ấy là nhiều chị cứ thấy là có hai cái loại mặt nạ, cứ tưởng mình đắp hai lần nhưng không phải đâu ạ. Một là mình đắp mặt nạ kem, hai là mình đắp mặt nạ bột ạ. Mình sẽ tùy mình lựa chọn cái nào mà mình thấy tiện thì mình làm. Em cho hết nạ đèn vòm. Em sẽ để cho bạn là cho chị ấy đắp 15 phút ạ. Và em chọn cái ánh sáng màu đỏ đi. Đó. Để tăng cường sản sinh. Đắp mặt nạ xong thì em sẽ gỡ mặt nạ ra. Mà lộ nhiều mao mạch thì các chị nên đắp cái mặt nạ Kiku này giúp em. Nó sẽ tốt hơn cho cái da mà vừa mới ủ nóng xong. Còn những cái da mà bình thường mà đẹp rồi, các chị có thể sử dụng cái mặt nạ kem ạ. Tại sao là em ở trong cái phác đồ của em ấy là em để là đắp mặt nạ Kiku hoặc là có thể thay thế mặt nạ kem. Làm vì như thế khi mà da đẹp rồi, tốt rồi thì nó không gặp vấn đề gì, các chị đắp mặt nạ nào cũng được. Mà cái lúc mà da gặp vấn đề như là yếu thì các chị nên thắp cái mặt nạ Kiku này giúp em. Mình làm sạch cái bước mặt nạ đi.
Sau khi mà mình đã làm sạch cái bước làm sạch các cái bột mặt nạ đi thì em sẽ điện di lạnh cho khách bằng cái tế bào gốc Kanseibo, giúp khóa lại. Lúc nãy mình làm nóng để mình hấp thu dưỡng chất, bây giờ mình điện di lạnh để mình khóa dưỡng lại. Khi đắp mặt nạ nóng cho khách hàng thì mình phải điều chỉnh cái nhiệt độ làm sao mà để cho da của khách hàng của mình chỉ hơi hồng lên một chút chứ không có bị đỏ ạ. Búa lạnh thì nó sẽ lên cái sáng cái đèn màu màu xanh đó chị ạ. Đầu tiên thì da của chị khách hàng này rất là khô, nhưng sau khi mà ủ nóng thì da của chị đã được cấp nước, cấp ẩm, căng bóng hơn. Nhìn da thì trắng sáng hơn ạ. Cái phương pháp ủ nóng làm tan nám này thì da của khách hàng phân giải sắc tố ngay trên bề mặt, và 2-3 ngày sau thì cái sản phẩm nó vẫn tiếp tục duy trì và làm cho da của khách hàng của mình càng ngày càng sáng hơn. Ví dụ như da khách hàng có nám thì các chị làm cái phương pháp này nó sẽ tan nám, nhưng da khách hàng chỉ gặp cái tình trạng như là lão hóa này, khô này, thiếu nước này, các chị vẫn sử dụng được bình thường ạ, nó sẽ căng bóng. Mình điện di lạnh cho khách hàng xong, mình sẽ sử dụng cái kem chống nắng, mình thoa lên trên da cho khách hàng là kết thúc liệu trình ạ. Cái kem chống nắng Vicell của bên em nó là dòng vật lý. Cái kem chống nắng vật lý thì nó khác cái chống nắng hóa học, là khi mà sản phẩm vẫn còn ở trên bề mặt da thì nó sẽ tạo thành cái lớp màng bảo vệ da. Khi mà các cái tia tử ngoại lên trên da của khách hàng của mình ấy thì nó tạo thành cái góc nghiêng 45 độ và nó đánh bật các cái tia UV có hại ra khỏi da của khách hàng. Còn những các cái chống nắng mà có nguồn gốc hóa học ấy thì mình sử dụng 3 4 tiếng thì mình lại phải dặm lại. Dù cho sản phẩm nó có còn ở trên da đi chăng nữa thì nó cũng hết cái tác dụng chống nắng rồi. Cho nên là mình nên khuyên khách hàng sử dụng cái loại kem chống nắng vật lý. Đó là cái phương pháp mà ủ nóng làm tan nám và trẻ hóa da căng bóng đã kết thúc rồi. Chúc các chị spa
có được cái phương pháp làm hiệu quả và tạo cái phễu để tăng thu nhập của spa mình lên các chị nhá. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.